Mến chào các bạn, mình là Thủy Lê, huấn luyện viên cuộc sống của Học viện Proctor Gallagher, người sẽ giúp các bạn chuyển hóa cuộc đời của mình từ bên trong, nơi chứa đựng sức mạnh, tiềm năng và các công cụ sáng tạo phi thường, giúp bạn kiến tạo cuộc đời bạn thực sự muốn trải nghiệm tại đây và ngay bây giờ. Sống phiêu lưu mạo hiểm. Tại sao người ta thích các môn thể thao cảm giác mạnh như leo núi không dụng cụ, các thể loại đua xe? Tại sao người ta thích du lịch bụi hay phượt? Vì cảm giác phiêu lưu mạo hiểm trong đó. Khi đối diện với thứ có thể lấy đi mạng của mình, con người trở nên ý thức cao độ. Lúc đó toàn bộ năng lượng sống được sử dụng đúng nghĩa và đúng chất của ở hiện tại. Lòng can đảm gia tăng, tư duy sáng suốt và trái tim căng tràn cảm xúc hứng thú. Tất cả những nguy hiểm là cơ hội cho con người sống trọn vẹn và tràn đầy. Cái cảm giác đấy thật tuyệt, thật đã, lâng lâng bay bổng và lắng đọng sâu sắc. Đi qua một lần trọn vẹn, không dính mắc. Từ lúc kết duyên với viện dưỡng sinh, tôi thực sự trải nghiệm sống phiêu lưu và tận hưởng mạo hiểm, làm việc cùng thiên nhiên. Tôi không bao giờ tiên đoán được kết quả. Nếu tôi tập trung cao độ vào quả, tôi sẽ mệt mỏi và có thể tuyệt vọng não nề khi vụ mùa mất trắng. Làm việc với thiên nhiên luôn hướng tôi tới làm đúng phần việc của mình ở hiện tại và quên tương lai đi. Ngày hôm nay, việc của tôi là bón phân hay tưới nước, thì tôi tận hưởng công việc đó một cách trọn vẹn và tràn đầy. Mẹ thiên nhiên luôn trả lại công sức tôi cho đi theo cấp số nhân. Thiên nhiên luôn mở ra cơ hội sống ngày tươi mới, phiêu lưu và hào hứng cho tôi. Tôi hạnh phúc và biết ơn mỗi ngày tôi được mạo hiểm cùng mẹ thiên nhiên. Sự thật là khi bạn chọn đến đây sống là bạn chọn cuộc du hành mạo hiểm vào thế giới không biết trước được. Thế thì khi sự sống của bạn bị gói chặt vào an toàn theo tư duy của đám đông, thì bạn càng xa rời cốt lõi của bản thể. Một cuộc đời rực rỡ và rộng mở không bao giờ diễn ra trong bốn bức tường. Nó phải được tuôn chảy trong dòng sông sự sống. Bạn có mở lòng trải nghiệm sống phiêu lưu